Ok, lần này mình trở lại với lại cái con V4 của mình. Xe này là mình dọn đi tour, cho nên là mình làm có nhiều thứ nó phục vụ cái chuyện mà đi tour của mình nhiều hơn là cái đẹp. Với lại cái nữa là mình muốn làm một cái con xe mà nó không giống ai đó. Tại vì giống như mình nói rồi trước á, khi mình đi chung với mấy anh em Bunny á, 10 con thì hết 8 con rõ rồi, hai con kia dán đề can nhìn không ra đâu. Thì đợt này mình dọn rất là gấp, mình dọn lại cái đầu, nó cũng dán cà phê racer luôn, nhưng mà nó là có cái fairing đằng trước. Fairing nó sẽ đi cái đèn tròn 7 inch hay là 5 inch hay là mấy inch đó thì tùy. Và cái nó hơi bầu bầu vô là nó đi xuống tới đây luôn. Nhưng thì hiện tại mình chỉ làm cái bản này là mẫu thôi, để mình còn chỉnh sửa nữa. Thì có rất là nhiều trục trặc khi mà làm cái này. Đây là chính là cái đầu mình vừa làm xong. Cái đầu này là ở bên trong là nhựa 3D nha các bạn. Sau đó mình trét rồi mình sơn để mình đi tạm cái tour. Cái tour thì đến hẹn rồi là mình lên rồi, cho nên mình làm bằng một giá mình làm cho nó nhanh. Và nếu mà không có cái đầu này mình vẫn chạy tour thôi. Thì cái tour nhiều khi nó quan trọng hơn là cái việc mình làm xe nữa. 6 tháng mình mới đi lại một lần. Thì giờ phần đầu này á, hồi trước á là mình là lúc mà đầu tiên mình làm á là mình suy nghĩ cái đã. Mình đặt cái gì ở trên cái đầu đèn này. Đó là cái đèn ở giữa, thì cái đèn ở giữa đương nhiên là vẫn phải đèn tròn và phải là đèn nhỏ thôi, không bự được. Bự quá thì cái đầu nó sẽ bự hơn nữa. Cái này là mới cái đèn là 5 inch thôi mà cái đầu nó đã vậy rồi. Cái thứ hai là đờ mi phải đi như thế nào. Đờ mi, xi nhan. Đờ mi là để định vị xe khi mà mình đi tour á, phục vụ cái việc định vị xe rất là quan trọng. Một cái đèn nó chỉ xác nhận là có thể là một cái xe nào đó thôi, còn nếu mà còn nhiều đèn đờ mi xác nhận là một cái xe nào đó nó hơi đặc biệt đó. Và hốc gió làm sao mà lấy gió vô lại cái lỗ của cái boe, thì mình mới xác định là mình chỉ cái này đi water 21 bóng xe Vina. Rồi thì mình rút lại cái này là còn có 5 inch thôi, hai cái đờ mi có xi nhan trong đây luôn. Đây là cái lỗ khe gió. Cái bản này chỉ là demo để mình làm tạm thời để mình đi tour thôi, mình với lại mình test luôn để xong mình sẽ làm những cái cạnh này nữa, làm lại và có thể là mình bóp cái đầu nhỏ lại tí xíu, chỉnh sửa nhiều ở phần bên hông lắm. Bên hông đây nó bị hư các bạn, khi mà mình in 3D á, mình đã bị hư hết một cái, đó là cái mà mình đang làm luôn là bị hư luôn. Thì khi mà in như vậy á, cái nhựa 3D nó không đủ cứng, và một cái máy in 3D nó sẽ in như này nè các bạn đó. Và lên trên cao á là cái cánh gió của mình đây nè, thì nó bắt đầu bị rung và họ không in được nữa, thì mình in lại một lần nữa với cái nhựa cứng hơn nhưng vẫn hư. Đúng cái shape của mình là nó như này nè. Mình sẽ có một cái cánh gió viền ở ngoài nữa để nó lấy gió đi vô trong cái xe, đi vô trong cái két nước, rồi từ ở trong cái két nước nó sẽ xẻ gió nó đi theo cái hướng này đi ra ngoài. Nguyên cái phần dưới là mình sẽ gắn nguyên cái lườn luôn, cái lườn nó sẽ bít cổ luôn, nó sẽ gần giống thành một cái con sport bike nhưng cổ điển, sport classic. Rất là cực. Thì đầu tiên để mà làm được cái này á, là mình phải tạo mẫu. Thì mình đắp mút, mình tạo mẫu một bên, mình tạo mẫu một bên bên trái trước để định hình là mình muốn làm cái gì gì trên đây. Sau đó mình mới quét 3D. Thì cái mẫu quét 3D thì mình phải làm hoàn thiện, nó càng láng càng tốt. Thì các bạn, cái mẫu quét 3D á, là nó như này. Mình có một cái sừng trâu V4 riêng luôn, mình làm là cái sừng trâu V4 riêng luôn đây nè các bạn, để nó định hình á. Chứ còn không có cái này là các bạn làm là cái dàn áo nó cứ gì không có chính xác. Rồi sau đó tạo hình xong hết, bắt đầu họ quét quét và copy cái mặt này lật qua bên này, nó mới ra được một cái mà nó đồng bộ cân bằng đó. Thì khi mà cái phần mà cân bằng xong á, nó sẽ ra giống như cái này đó, nhựa của nó này. Cái này miếng này làm sao làm cứng hơn miếng này nữa nhưng mà vẫn không được. Thì sau khi làm xong cái này, bắt đầu mình chỉnh sửa, mình ráp xi nhan rồi này nọ lên, rồi mình trét và mình sơn. Và sau khi nếu như cái này thành công á, thì mình sẽ dùng cái này để mình làm khuôn, mình ra một cái form full carbon, nó sẽ nhẹ hơn cái này nhiều, mặc dù cái này cũng nhẹ.
nhưng mà mình nghĩ là nhẹ hơn thì càng tốt. Hoặc là cận quá, chạy xô quá thì mình ốp trực tiếp lên cũng vẫn được. Nhựa này vẫn đủ tiêu chuẩn để làm cái dàn áo. Ok, đó chính là cái phần đầu chưa hoàn thiện nha các bạn. Mình không thích, mình chưa thích lắm, mặc dù nó đã gọi là nó phục vụ của mình là gần như là 60% cái ý mình muốn rồi. Ok, mình mở thử cái dàn đèn mình mót lên nha. Vẫn là những cái nút cũ thôi. Cái lần này mình làm á, là nó phục vụ cho mình chạy tour nhiều hơn. Thì đầu tiên á, là đó hai cái đờ mi nè. Cái đờ mi này á, là nó sẽ có nhiều cái góc màu đỏ rất là sáng. Các bạn nhìn cái góc nào nó cũng sáng hết đó, tại vì mỗi cái tim nó chỉ một hướng khác nhau. Nó định vị cho người ta là cái xe này đang rất là tới gần sát rồi. Ok, khi mà mình mở xi nhan lên ha. Đó. Xi nhan bên tay trái. Xi nhan bên tay phải. Ok, xi nhan bên tay phải nó có cái xi nhan này, nó có cái hay á là nó có cái viền ở ngoài luôn. Đi ngang cũng thấy nữa. Và cái dàn nút của mình đó là mình đặt ở vị trí này. Thì mình để mình nói cho các bạn tại sao mình đặt cái vị trí này, là cái cụm công tắc của mình là cụm công tắc đua, không có chức năng xi nhan ở trên đây, và mình phải đi độc lập hoàn toàn luôn. Thì sau khi mình đi độc lập hoàn toàn ở trước thì mình đi xi nhan gù, ánh sáng là mình thấy liền luôn. Nhưng bây giờ mình đi xi nhan trước sau rồi thì ánh sáng không thấy nữa, bắt buộc mình phải có ánh sáng ở trên đây và dễ bấm hơn. Hết chỗ để gắn nút ở trên đây rồi, gắn nữa là rườm rà lắm, nên mình đang thích cái dàn bên tay trái mình lắm. Tại mình sẽ đớp cái dàn bên tay trái mình rất là gọn, mình rất là thích. Thì khi mà mình chạy cái đèn xi nhan nó sẽ chớp theo nè. Đó. Thì xi nhan bên tay phải ha, một cái đằng trước. Khi mà trái nó sẽ tắt cái đèn đỏ, và một cái đằng sau. Đây. Phía sau đây. Đó. Thì khi mà các bạn chạy cái chân của các bạn để lên như này nè. Cái chân của bạn lúc nào cũng để lên như vậy á, cho nên là ánh sáng lúc nào nó cũng thấy, không thể nào mà nó che được á. Mà không thể nào mà chạy xe mà để cái chân như vậy được. Không thể nào luôn. Đó, cái chân của bạn để vậy hoặc là để vậy thôi ha. Ánh sáng rất là rõ. Đây là xi nhan mà cái dòng motor ten của Đức, sáng lắm. Rồi mình mở luôn haza cho bạn coi, những hai nút là haza. Đó. Vẫn là cái đèn lái cũ thôi. Thêm tín hiệu stop vô là xong. Rồi. Đó là cái phần về cái xi nhan. Thì cái đèn lái của mình đó là mình đi rời luôn, mình lại không đi chung với cái dàn đèn cũ nữa, mình dùng bộ dây điện của Clearwater Zin luôn. Có cái chức năng là beamer chỉnh sáng tối, nó sẽ rất là tiện cho mình khi mình đi tour. Đây là cái nút bấm đèn của mình nè. Khi mình bấm đèn lên đó là cái nút này có hiển thị đèn luôn. Đó. Ánh sáng đây. Đó. Vừa đủ sáng thôi, nó không có chói đâu các bạn, tại vì cái đèn này thực sự ra khi mình chỉnh mờ thì cũng vừa phải thôi, không quá sáng. Nó có cái beamer chỉnh nó lên. Đó, này là sáng dữ lắm ha nha. Đó, thì cái việc mà chỉnh như vậy nó rất là linh động các bạn. Khi mà bạn đi đường mà chỉ cần hơi lem ló lem buổi chiều, khoảng 3 4 giờ, thì bạn mở cái đèn này là vừa đủ để định vị cái xe của bạn. Đi mà đi mà tối quá không có đèn, bắt đầu mình mới chỉnh lên. Và tại sao mình rút hết toàn bộ cái dàn nút của mình lên trên đây và bên tay trái ha, tại vì cái tay trái của mình rất là rảnh. Những lúc mà mình mà ví dụ như mình muốn mở xi nhan, nó thường là mình không có đi nhanh, thì mình đi vừa vừa thì mình bấm bằng cái nút ở trên đây. Đó. Còn cái tay phải của mình là gần như mình cầm nóng ga là 99% rồi, thì cái tay trái của mình sẽ phải làm việc thêm để mà nó hỗ trợ mình. Thì vẫn là cái thumb brake cũ thôi. Đó, cái thumb brake này được xài tốt lắm, mình thấy mình khá là thích, mình xài khá là nhiều luôn á. Từ lúc mà gắn cái này vô mình xài nhiều, với hồi trước mình không có gắn, mình toàn là bỏ thắng chân không à, không có dặm được cái thắng chân. Vẫn còn một cái nút mình để đây nữa, chưa tính là mod mà cái gì. À, mình có cái thêm một cái đèn nữa. Cái đèn này là cái đèn logo, khi mà đi tour á thì mình để cái đèn này, nhưng mà khi mà bắt đầu mình đi phố, đi uống cà phê chơi thì mình nhét cái logo màu đỏ vô trong đây nè. Đó. Đấy, nó mình sẽ cho các bạn coi cái logo, cái ánh sáng. Thì nó có một cái nút công tắc phụ để mở cái này lên. Thật sự ra trong phố thì mình không thể nào mình mở cái đèn sáng quá.
cái này là cũng đủ định vị rồi, nó độc lạ thôi chứ không có gì vào quan trọng. Ok, đây là cái phiên bản khoảng 60% thôi, mình nghĩ là nó cũng chưa có tới gọi là tới cỡ mà mình muốn làm. Đầu tiên đó là làm chưa đúng ý lắm, sai nhiều quá, không có cánh gió, không có che được cái phần này, mới chỉ che được cái phần này thôi, không che được phần này, nó hơi thô ở phần dưới này nè, mình sẽ chỉnh nữa. Và cái nữa là chưa làm được carbon nữa, cái carbon mới là quan trọng. Ok, đó là cái phần mà mình đã hoàn thiện trong cái đợt làm này, đủ để chạy tour các bạn. À, có xin vợ được cái nắp xăng Pramac rất là đẹp luôn, đẹp lắm. Nó thật ra nó làm rất là đơn giản, không có gì phức tạp hết á, nhưng mà do cái này nó làm cho cái phiên bản ra mắt cầu kỳ hơn thôi, mắc hơn gấp đôi bình thường. Cái xe mình đợt này mình có làm lại cái yên này thì mình làm lại yên da mới luôn, tại da yên này mình gửi cho anh em ở bên New Mexico à, nó xài cho cái xe của nó cho nó vừa, cho nên là mình làm lại yên da mới, cũng gần giống thôi chứ cũng không có muốn phá cách tùm lum. Có thì giờ mình sẽ chạy tour rồi, có gì mình sẽ cập nhật thêm cho anh em về cái chuyến đi tour của mình. Xe mình làm ra mình dọn, mình muốn chạy tour nhiều hơn là mình chạy uống cà phê, mình thích đi tour lắm, cho nên khi mà mình làm một cái gì đó khác biệt, thay đổi xe của mình, mình chạy tour mình cảm nhận nó. Và có một cái rất là đặc biệt vậy nè, tại sao mình phải tự làm, tại mình làm cái xe này á, là mình chế độ nhiều lắm, cho nên khi mình đi tour có trục trặc gì á, mình tự làm á, mình sẽ biết được để mình sửa. Ví dụ như cái dàn dây điện á, để đây nè, để trên đây nè, nếu mà có xúc dây điện không xi nhan được hay là không có đèn được á, thì mình biết cái đường dây nó nằm ở đâu, mở ra có đồ nghề mở ra xử lý nửa tiếng đồng hồ là xong. Mở cái này ra có mấy ngóc thôi thì chỉ cần móc cái cọng dây ra gắn vô lại thôi, rất là dễ. Kể cả hư cái cục chớp, mua cục chớp ở ngoài gắn vô rất là dễ luôn. Cho nên là mình phải làm cái chuyện đó để mình được cái chuyến tour của mình trọn vẹn hơn, và mình nâng cấp cái kinh nghiệm đi tour cũng như là làm xe của mình tốt hơn. Rồi, ok, hoàn thiện cái con xe.